buổi sáng sớm chưa đến 7 giờ em sẽ test thử cặp loa 252 chuyển về Bắc Linh cho bác bác Điện, bác tên là Điện, bác ở Bắc Linh. Mệnh danh là cặp loa chất lượng và đẳng cấp, chuyên để phối ghép cả loa bầu. Đây là cặp loa BMB252V, nói là phải nói là cặp loa cực VIP, dòng loa siêu hiếm luôn, gần như là dạng tuyệt chủng các bác nhá. Đó, rất là hiếm và sản phẩm này Ngọc Quang kén rất là kỹ các bác nhá. Nhiều khi có những đơn hàng về mà em không ưng, em không dám bán, và em cũng có những video em cho quay đâu đấy các bạn. Cho nên là Ngọc Quang đã tả và bán những sản phẩm đẹp zin, nó phải xuất sắc và chất lượng. Những bác khách đã tin tưởng đặt hàng, và tối ngày hôm qua em like cặp loa này thì cũng rất là các bác Điện và bác Linh rất tình cờ là đang muốn sở hữu cặp loa này, và bác cũng đã từng ủng hộ bên em. Rất cảm ơn bác và anh em trên mọi miền đã luôn ủng hộ và đặt hàng chất lượng. Những sản phẩm 252 này thì cực hiếm các bác nhé. Và các bác cũng phải mua sản phẩm này, các bác phải tìm những nơi uy tín. Còn 252 này cũng nhiều mức giá các bạn. Có những cặp loa nó chỉ 5, 6, 7 triệu đấy, nó đủ các mức giá. Nhưng đối với những sản phẩm chất lượng xịn sọ này thì nó không rẻ một chút nào các bác nhé. Đấy, về sản phẩm 252 thì xin thưa các bác là bên em cũng luôn luôn bị cháy hàng. Còn loa bầu Mỹ thì bên em rất là sẵn các bác nhé, bao nhiêu em cũng có. Và những sản phẩm chất lượng giá thì phải chăng. Anh em cũng đến từ sáng sớm. Cặp loa này em sẽ tranh thủ test kỹ và đóng gói gửi cho bác ở Bắc Linh. Vâng, trân trọng một lần nữa cảm ơn các bác.